Nằm trong khu rừng tràm thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Gáo Dòng được ví như Đồng Tháp 10 thu nhỏ, bởi nơi đây còn lưu giữ những nét hoang sơ của thiên nhiên hoang dã. Đến nơi đây, du khách sẽ được ngồi trên xuồng ba lá, luồn lách qua các con rạch và tận hưởng những trải nghiệm độc đáo. Lần đầu tiên mà mình được đi cái chiếc xuồng ba lá hơi run một chút nhưng mà cảm nhận là rất là thích thú. Xung quanh thì mình nhìn thấy chim và rất là nhiều hoa sen. Nên đây cũng là một khu nơi là đáng để các bạn khám phá. Ngoài tràm thì tre cũng là một trong những loài thực vật đặc trưng của Gáo Dòng. Đến đây, du khách có thể đi dạo trong bóng râm xanh mát của những vườn tre, lắng nghe âm thanh của lá tre xào xạc, hòa quyện cùng tiếng chim hót. Hứa hẹn mang đến cho du khách những phút giây thảnh thơi và bình yên trong tâm hồn. TNC, thành viên của TNG Holdings Việt Nam.